from across the room. Those eyes kept following me. Something popped in my brain. No, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in oceans blue. Baby, come on, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this place. Keep jumping around. No time to escape. Your hand on my shoulder shifts me into space. And I can't deny how badly I need you now. I need you now. I need you now. I need you now. Hôm nay là ngày thứ tư 30 tháng 6 2021. Chúng tôi bầu cùng có hai công ty là doanh nghiệp xã hội Vicaris và công ty tổ chức sự kiện Việt Thái Sơn có mặt tại quán bên rau của Hóc Môn. Thì thực sự ra mà nói thì trong cái tình hình hiện tại rất nhiều các khu phố ở tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng phụ cận đang bị phong tỏa cách ly. Bà con ở tại các phố rất cần đến lương thực và chúng tôi với những cái tấm lòng của tất cả các anh chị em mong muốn đến vườn rau ở Hóc Môn, chúng tôi mua những sản phẩm tại đây để mang tới hỗ trợ cho bà con có vùng cách ly. Và rất mong tất cả chúng ta, những người dân Việt, một miếng khi đói bằng một gói khi no, cùng với nhau chung sức chung lòng để hỗ trợ những người dân bị cách ly, không có điều kiện đi làm, không có điều kiện về kinh phí, tiền bạc để có thể mua nhu yếu phẩm để phục vụ cho đời sống bình thường. Hy vọng rằng chúng ta đều hiểu được cái hoàn cảnh hiện tại của những bà con khó khăn. Chúng ta cùng chung với nhau để làm sao cái mùa dịch này qua đi và chúng mình lại có thể cùng nhau yêu thương, đã yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa. Xin chào. Trước tiên là giải cứu các bạn cải xanh này trước là 1 tấn. Rồi là mai ví dụ vậy, chị có ăn thêm cải thìa, cải ngọt như em phục vụ được hết. Chứ không phải là nhà vườn. Nếu vậy là chắc không phải là một chuyến công tác tại Lâm Đồng, tại cũng có một số mối quan hệ trên đó. Không, bữa Đà Lạt thì con có. Thì con mình phải cái lực lượng mình chịu khó là. Hôm bữa con nói đó, thì con có thể liên hệ một số tiểu thương ở chợ Thủ Đức để hỗ trợ họ cũ. Đúng rồi. Đây thì mình sẽ hỗ trợ ra cho. Thì có câu gì nói chung đi, nói chung với nhau một câu. Chào cả nhà, mọi người ở đây đều là đồng hành cũng giống đại diện cho nhóm Vicaris. Ở đây chị Hợp, đây là chủ tịch Vicaris ở Việt Nam. Mời chị Hợp tự giới thiệu với gia đình của mình về cái chuyến đi ngày hôm nay. Dạ, em mời chị Hợp. Xin mời máy đi qua bên đây để có những cái hình ảnh của nhóm. Chị tiếp ơi, có thể cho em trao đổi vài vấn đề với chị. Em mời chị sang đây với em. Đây, chị đứng sang đây với em xíu nha, tại vì em đang chương trình. Thì em chào chị. Hôm nay là nhóm tụi em đến đây, trước tiên là cũng thay mặt người Sài Gòn, những người
ở các quận huyện bị phong tỏa, là cảm ơn gia đình mình đã hỗ trợ với mức giá thấp nhất có thể để nhóm em có thể mang rau đến những người dân bị phong tỏa. Thì chị có thể giới thiệu về cái loại rau của mình và cách thức trồng thế nào, là có phải là có nguồn rau sạch hay không? Mời chị giới thiệu. Xin trước tiên gia đình chúng tôi xin cảm ơn bên đoàn hội của các cô, các chú, các anh, các chị coi đã giúp tận tâm giúp đỡ cầu cứu đến gia đình của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Mà trong vườn của chúng tôi có thực hiện cấy được 3-4 các loại rau, trong đó rau xanh, rau cải ngọt, rau cải thìa, rồi là rau, cả những còn rau bé thì chúng tôi chưa giới thiệu được. Nhưng mà nói chung là chúng tôi đây trồng cấy với phương pháp là trồng rau sạch, là về bên dưới là chúng tôi nót phân. Xong bắt đầu chúng tôi trồng lên, xong cái là cứ vậy là chúng tôi thúc cho một lượt phân, phân là phân hữu cơ thôi. Bên trên mặt nữa là kệ nó vậy, nó lớn lên là chúng tôi thu hoạch được. Có nghĩa là mình không sử dụng phun thuốc. Cũng có phun nhưng mà chúng tôi phun ngay từ bé. Nói chung là dùng bằng vi sinh. Mà cái trồng ngay từ bé thôi, khi là nó to nên là nó choi choi nên là thôi. Đây là như tầm cánh tầng dưới này là chúng tôi đã ngưng từ mấy hôm nay rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không có cái gì là sợ ấy cả. Nên gia đình tôi cũng rất là xin cảm ơn các đoàn từ thiện cũng đã cầu cứu gia đình chúng tôi trong cái lúc đang dịch bệnh thế này. Chúng tôi, gia đình tôi rất chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị Tiết. Thì kính thưa bà con, Vicariết cũng giống như là những người có tấm lòng thiện nguyện. Nguyện sẽ là một cái nhịp cầu, nhịp cầu nối giữa bà con nông dân của mình đang bị tồn đọng như hàng hóa, giống như là cái cỏ rơi nó quá lúa thì cũng không thể được, đúng không? Và người dân đang bị phong tỏa ở các quận Sài Gòn này cũng không có rau để dùng, thì chúng tôi nguyện làm nhịp cầu để bắt cái nhịp cầu giữa bà con nông dân trồng rau củ quả đến với bà con đang rất là cần trong các cái vùng phong tỏa. Thì cũng mong tất cả các bà con mạnh thường quân có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa để muốn chúng em có thể là có nhiều kinh phí và để phát táo, và giúp được nhiều các hộ nông dân trồng rau củ quả này, cũng giống như là giúp nhiều cái cơ sở bị phong tỏa hơn ạ. Xin cảm ơn ở nhà. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn tất cả các đoàn mạnh thường quân.
what's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one.